Xin chào mọi người. Ngọc Đại Trần thấy rồi anh ơi, lên tiếp đi anh ơi. Phải thu mới lên được chứ bạn yêu. Chàng rể phế vật tập 38. Gặp tôi xong là mình có chút kinh ngạc. Kể từ sau khi anh trở nên nổi tiếng, mỗi ngày đều có vô số người muốn nhìn thấy Lâm Chủ tịch, mà bây giờ lấy tên là Lâm Đồng như người qua sông. Mà Hải căn bản đều sẽ từ chối. Tại sao người này thì má Hải lại đồng ý chứ? Là ai vậy? Ông ta tự xưng là quản gia quan. Quản gia của tôi sao? Là mình sững sờ, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, nhíu mà nói. Ngay lập tức để ông ta vào. Vâng. Mà Hải lại lùi ra ngoài. Một lúc sau, một ông cụ tóc trắng xóa, mặc một bộ âu phục màu nâu bước vào, ngồi trước bàn làm việc của Lâm Minh, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ông cụ rất có khí chất, ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ thâm sâu khó lường, thoạt nhìn đã biết nhất định là xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thiếu gia, ông ta chậm rãi nói, thong dong không vội. Sao ông lại đến đây? Là mình thu lại ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn vào tài liệu đang cầm trong tay. Thiếu gia đã bước vào nhà tô ở rể được 3 năm rồi, giả nô suy nghĩ để đến lúc phải đến gặp thiếu gia rồi. Là ý của bọn họ sao? Không phải, đó chỉ là ý của một mình lão nô thôi. Trong gia tộc cũng ít người các tất cậu. Rốt cục ông cụ dừng lại, muốn nói là dừng. Rốt cuộc tôi không chỉ là nghiệt chủng, là phế vật, là nỗi xấu hổ của gia tộc, là vết nhơ mà nhỏ Lâm không nên có, đúng không? Lâm Minh cười nói, âm thanh cực kỳ chói tai, nhưng khuôn mặt ông lão không hề thay đổi một chút nào. Cái này ông thể trách lão gia, tóm lại nhìn thấy thiếu gia cậu bình an vô sự, lão nô cũng yên tâm rồi. Vì vậy nói, ông tới đây thật sự chỉ là gặp tôi một cách đơn giản như vậy sao? Có gì cứ trực tiếp nói ra đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Lâm Minh thở nói, ông lại thở dài, khàn giọng nói, thiếu gia, lão nô vô tình nghe nói Giang Thành xuất hiện một bác sĩ thiên tài họ Lâm, tuổi tác còn trẻ nhưng y thuật rất cao minh, còn phát hiện Giang Thành đột nhiên đã thành một tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì thiếu gia đang ở đây, tôi đã điều tra một chút, phát hiện ra rằng những điều này dường như đều có liên quan đến thiếu gia. Lâm Thành Y chính là tôi. Vậy thì có thể giải thích được, thiếu gia, nếu đây là chỉ là một chút sở thích hứng thú của cậu, làm cái gì đó thật ra cũng không sao cả, nhưng tôi hy vọng cậu tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có mẹ mình, bởi vì cậu đã không có đủ tư cách này. Dựa vào những điều này có thể chống đối với nhà Lâm hay không, cậu có thể tự mình biết rõ. Ông già nói rất thực tế. Đối mặt với đại gia tộc khổng lồ, là mình quả thực không đủ tư cách, thậm chí đến tư cách để nghĩ cũng không có. Là mình không tức giận, ngược lại cười ngây ngô nói ra. Nói như vậy, mẹ tôi phải chết oan uổng như vậy, là con trai đến tư cách đòi lại công đạo tôi cũng không có rồi sao? Ông cụ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Mấy anh trai của cậu rất ưu tú, cậu không bằng bọn họ. Là mình ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói gì. Ông cụ đứng dậy quay người ra ngoài. Thiếu gia, lão nô gọi cậu như vậy là vì lão gia, chứ không phải làm vì mẹ cậu. Mẹ cậu vốn không xứng để xưng ra người thừa kế cho nhỏ Lâm. Hiện tại cậu đang rời khỏi nhà Lâm, tôi hy vọng cậu có thể sống tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện đó. Cũng xin hãy nhớ kỹ rằng ở bên ngoài không được đề cập đến chuyện nhà cậu là người họ Lâm, bởi vì cậu không xứng. Ông cụ không phải là đang xúc phạm Lâm Minh, bởi vì trong nhà Lâm, thân phận của Lâm Minh quả thực không xứng đáng để nói mình là người nhà Lâm. Nói xong, ông cụ liền bỏ đi, không chút dừng lại. Tôi sẽ đến nhà họ Lâm. Lúc này Lâm Minh hét lên một tiếng, nhịp chân ông cụ đường đồng cứng lại, sau đó thở dài một tiếng. Sống tiếp thật tốt, không được sao? Tôi cũng sẽ đòi lại công đạo cho mẹ tôi, Lâm Minh lại nói. Ông cụ tiếp tục lắc đầu, trong lòng đầy bất lực. Cậu sẽ hiểu suy nghĩ của cậu, ngây thơ đến mức nào, ngu ngốc đến mức nào, tội nghiệp đến mức nào, con kiến làm sao có thể đấu lại con người chứ? Nói xong, ông ta rời khỏi phòng. Tôi không phải là con kiến, các ông sẽ sớm biết. Tôi đã đến cuối, các ông đều nhìn nhầm tôi rồi. Tất cả đều nhìn nhầm tôi rồi. Lâm Minh im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, tự lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, anh ngồi lại vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Đôi lúc này, Mã Hải lại bước vào văn phòng. Người đi rồi sao? Đi rồi. Lâm tiên sinh, người đó là ai vậy? Mã Hải cẩn thận hỏi. Ông ta chỉ thấy ông cụ ngồi trên chiếc xe Rolls Royce đến từ Yến Kinh, nhìn biển số xe hiển nhiên không phải là người bình thường. Là mình lắc đầu, mãi cũng biết điều, im lặng không hỏi nữa. Đúng rồi, Lâm Thiên Sinh vừa rồi nhận được tin tức bà cụ Tô đã tặng phần lớn tài sản của nhà Tô cho cô Tô Nhanh một cách vô điều kiện. Tô Bắc và Tô Cối được chia dưới 1% tài sản của nhà Tô. Ồ, bà cụ Tô sao thấy làm như vậy chứ? Bà không phải rất ghét Tô Nhanh và gia đình Tô Quảng hay sao? Là mình khá kinh ngạc. Có lẽ là bà Tô cho rằng Tô Nhanh có thể cứu được nhà Tô. Là ý vậy? Anh Lâm à, anh còn không biết sao?
Hiện giờ toàn bộ Giang Thành để đang lan truyền rằng Lâm Đồng có tập đoàn Dương Hoa đang theo đuổi Tô Nhan của nhà Tô. Mà Hải nói ra là mình có chút nói không nên lời. Bà Tô có lẽ cho rằng Tô Nhan có thể liên quan gì đó đến việc Lâm Đồng thành bí này nên đã giao nhà họ Tô cho cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể dẫn dắt nhà Tô lên như diều gặp gió. Bà già này thực sự tinh ranh đó. Lâm Anh cười. Đột nhiên anh dường như nghĩ tới gì đó, đôi mắt nhắm lại thấp giọng hỏi. Bà cụ Tô thì sao? Bà ta chết rồi sao? Vẫn chưa, vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngài nói không qua nổi mấy ngày nữa. Vậy thì người của nhà Tô phản ứng như thế nào trước quyết định của bà Tô? Lúc đầu cũng phản đối quyết định, nhưng đến hiện tại có lẽ đã chấp nhận rồi. Thật sao? Cái bà già nhà Tô này thật là xảo quyệt. Thật không ngờ đến lúc này còn muốn lợi dụng Tô Nhan. Chỉ đáng tiếc là bà ta đã tính toán sai rồi. Anh Lâm, ý của anh là bà cụ Tô có ý giả bệnh sao? Đúng vậy, chẳng qua là lợi dụng sự đồng cảm của Tô Nhan mà thôi. Nếu tôi đoán không sai, cổ đồng chi phối thật sự của doanh nghiệp nhà Tô có lẽ là nằm trong tay Tô Quảng. Tô Quảng là người mềm lòng nhất. Một khi nhà Tô dựa vào mối quan hệ của Tô Nhan và tập đoàn Dương Hoa mà ngồi vững, bọn Tô nhất định sẽ để Tô bắt hoặc Tô cố nhanh chóng đoạt lại cổ phần của Tô Quảng, sau đó một chân đá văng Tô Nhan đi. Tô Quảng thật sự là con trai của bà cụ này sao? Mà Hải xúc động nói. Đi thôi, đến xem thử nhà Tô có bao nhiêu tài sản. Anh Lâm định thu mua tài sản của nhà Tô bây giờ sao? Không, bây giờ tôi sẽ không động đến bọn họ, như vậy cũng sẽ rất nhàm chán. Anh Lâm muốn làm gì? Lấy danh nghĩa của Tô Nhan rút ra 30 triệu từ Dương Hoa cho công ty nhà Tô để bọn họ nếm chút mùi thơm. Đợi đến khi thời cơ chín mùi rồi lại ra tay tiếp, trèo càng cao thì ngã càng đau. Lâm Minh mặt không biểu cảm nói ra. Mã Hải hai mắt đột nhiên sáng ngời, gật đầu lia lịa. Tôi biết nên làm gì rồi. Đi đi. Lâm Minh phất phất tay, Mã Hải liền rời khỏi văn phòng. Lúc này điện thoại di động của Lâm Minh khẽ rung lên. Lâm Minh liếc nhìn điện thoại, mở tin nhắn ra, ánh mắt nghiêm nghị, sau đó bấm số của Từ Thiên. Lâm Thiên Sinh, có chuyện gì sao? Lập tức lái xe đến Giang Thành. Nửa đêm đến Giang Thành có chuyện gì sao? Từ Thiên nghi hoặc hỏi. Tôi giúp anh nắm lấy Giang Thành, Lâm Minh điềm đạm nói, sau đó cúp máy. 8 giờ đêm, Từ Thiên vô cùng lo sợ dừng xe trước tòa nhà tập đoàn Dân Hoa chờ Lâm Minh đến. Lâm Minh trực tiếp lên xe, Từ Thiên có chút sợ hãi liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế sau, sau đó ông ta nở nụ cười. Lâm Thiên Sinh, buổi tối tốt lành. Chỉ có một mình anh thôi sao? Đưa quá nhiều người đến sẽ thu hút sự chú ý của bên kia, tới lúc đó tôi sẽ rất khó xử lý. Từ Thiên gượng cười nói. Trên thực tế ông ta cố ý không mang theo người, mục đích chính là muốn Lâm Minh biết khó mà lui. Nhưng mà Lâm Minh lại lắc đầu. Không thành vấn đề, một mình anh cũng được rồi. Bây giờ đi làm gì đây? Chiếm lấy Giang Thành. Từ Thiên liên tục cười khổ. Chiếm lấy Giang Thành sao? Chỉ dựa vào hai người họ bọn họ sao? Vì Lâm Thiên Sinh này có phải là bị điên rồi không? Không thể phủ nhận y thuật của Lâm Minh có thể nói là đã tới đỉnh cao tỉnh Giang Nam, không phải nói là toàn bộ Hoa Hạ, đó là sự tồn tại số một. Nhưng khu vực xám này không phải là bệnh viện, những kẻ đó vô cùng hung ác, không phải là bệnh nhân, bạn không thể dựa vào y thuật là có thể chơi lại được. Từ Thiên cũng đã nhìn thấy Lâm Minh ra tay, ông ta tin Lâm Minh nhất định có bản lĩnh, nhưng ở trình độ này khua chân múa tay có thể đánh bại được giao pha hay sao? Có thể đánh bại được súng đạn hay sao? Từ Thiên trong lòng liên tục rên rỉ suy nghĩ làm sao có thể khai sáng được vị Lâm Minh này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt thư giãn quanh lại không biết nên nói như thế nào. Sao anh lái xe chậm như vậy? Lâm Minh dường như đã nhận ra điều gì đó, nhìn Từ Thiên hỏi ra. Ồ, cái này Lâm Thiên Sinh, tôi nhớ ra cháu gái của tôi vừa đúng lúc hẹn tôi ăn cơm, hay là chúng ta đi ăn cơm trước rồi đi? Từ Thiên với dáng vẻ bừng tỉnh nói ra. Làm sao việc anh tự mình đi không được sao? Lâm Minh cau mày. Bây giờ không phải sắp đến giờ ăn tối rồi sao? Hơn nữa nghe nói Sương Bá và những người khác vẫn đang ở bên ngoài, hình như vẫn chưa về, chúng ta đi bây giờ không phải sẽ uổng phí công sức sao? Tin tức Mã Hải đi cho tôi nói rằng hôm nay Sương Bá mới từ sân bay trở về, làm sao ông ta có thể ở bên ngoài được chứ? À, cái đó ông ta chính là đang ở sân bay bên đó, hiện tại vẫn chưa trở về. Khoảng bao lâu? Sân bay ở ngoài ô phía bắc vẫn đang sửa đường, hơn nữa lại tắt đường, tôi đoán chừng ít nhất cũng phải sau 9 giờ. Chắc vừa đúng lúc chúng ta ăn tối xong. Từ Thiên cười nói. Lâm Minh gật gật đầu bình tĩnh nói. Nếu là như vậy, vậy thì được thôi. Được rồi, Lâm Thiên Sinh, chúng ta đến Đại học Giang Hoa đi. Đại học Giang Hoa sao? Đúng vậy, cháu gái tôi đang học ở Đại học Giang Hoa. Là vậy sao? Lâm Thiên Sinh, chắc anh cũng đã nghe qua rồi chứ. Đại học Giang Hoa có rất nhiều mỹ nữ. Đây là một nơi tập trung mỹ nữ của tỉnh Giang Nam. Hay là để tôi sắp xếp cho anh một đêm được không? Từ Thiên cười hi hi nói ra. Dáng vẻ đó thật là dung tục. Lâm Minh cau mày nói. Từ Thiên, anh cũng là một ông lớn của Nam Thành, từ lúc nào lại học dẫn mối rồi thế? Từ Thiên lại sững sờ một chút, liên tục cười khổ. Đây còn không phải là hy vọng
ông lớn như anh không đi tìm cái chết sao? Tôi Vinh có khổ cũng không thể nói ra được. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy vào công trường đại học Giang Hoa. Theo lý mà nói, xe ở bên ngoài khuôn viên nhà trường không được phép vào bên trong. Nhưng để khiến Lâm Minh có phần bất ngờ, Tôi Vinh rốt cục lại tạm giữ chức đại học Giang Hoa. Không có cách nào khác, vốn dĩ muốn để Sương Nguyện học ở đại học Nam Thành. Dù sao thì nơi đó cũng là địa bàn của nhà họ Từ tôi. Nhưng con bé này tính tình bướng bỉnh, cứ phải đến đây. Để bảo vệ sự an toàn của nó, tôi đã tặng một tòa nhà cho ngôi trường này, treo tên của nó. Tôi Thiên cười nói, Lâm Minh gật đầu không nói gì. Sau khi vào đại học Giang Hoa, xe dừng lại trước một nhà hàng ở cổng phía nam. Đây là một nhà hàng trong khuôn viên trường, có môi trường rất tốt. Nghe nói cũng là do phụ huynh học sinh giàu có tặng, đặc biệt dùng để tổ chức tiệc tùng hoặc là sự kiện. Hôm nay ở đây trang trí vô cùng đẹp mắt, mang thể vẽ treo đèn kết hoa, rất náo nhiệt phồn thịnh. Sau khi vào nhà hàng, Lâm Minh mới biết hôm nay là sinh nhật của cháu gái Từ Thiên, là Từ Sương Huyền. Sau khi hai người bước vào thì bữa tiệc sinh nhật vừa đúng lúc sắp bắt đầu. Chú hai chỉ nghe thấy một giọng nói vui mừng vang lên, sau đó nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc như một chú thiên nga trắng nắm lấy chiếc váy nhỏ chạy đến. Lâm Minh nhìn sang, ngoại hình của Từ Sương Huyền khá giống với chị gái Từ Thu Huyền, nhưng so với Từ Thu Huyền thì càng trong sáng và xinh đẹp hơn. Chiếc mũi thanh tú, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa anh đào, mái tóc đen dài buông xuống áo choàng, phối với chiếc váy màu trắng kiểu mới hàng độc, có thật làm tôn lên vẻ đẹp khiến cho cô ấy trông như một giống như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Với tiếng gọi này của Sương Huyền, tất cả sinh viên trong bữa tiệc đều lần lượt nhìn về phía cửa. Chú hai sao, vì này không lẽ lẽ chính là Từ Thiên của Nam Thành sao? Trời ơi, người gánh vác của Nam Thành sao? Trông dáng vẻ rất nhã nhặn. Cậu nhỏ tiếng một chút đi, nếu làm Từ Thiên nổi giận, ông ấy sẽ khiến cho cậu biến mất chỉ trong nháy mắt đó. Các bạn bàn tán rất sôi nổi, ai nấy đều nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Có ngưỡng mộ, cũng có sợ hãi, mà cũng có kích động, cũng có chán ghét. Từ Thiên đã quen với các trường hợp này, dù sao ông cũng là ác giả nổi tiếng. Sương Huyền sinh nhật vui vẻ, chú hai đến vội vàng cũng không mua quà gì cho cháu. Đợt khi về thì cháu tự đến cửa hàng của chú hai mà chọn, một cái gì cũng được. Từ Thiên cười ha hả nói ra, cảm ơn chú hai. Đôi mắt Từ Sương Huyền cong lên, cười rất xinh đẹp. Từ Thiên được đưa đến bàn trước để ăn tối. Những người ngồi ở đây đều là những người có mối quan hệ tốt với Từ Sương Huyền hoặc là gia thế không tồi. Những người có quan hệ bình thường hoặc là gia cảnh bình thường thì ngồi ở các bàn khác. Trên sân khấu phía trước còn có màn biểu diễn của các bạn cùng trường, mọi người vừa hát vừa nhảy, ăn uống, không khí rất tốt. Lâm Minh được Từ Thiên sắp xếp ngồi ở bàn trước cùng dùng bữa chung, nhưng mà cái mông của anh vừa mới rơi xuống. Anh đang làm cái gì đấy? Có một tiếng giận dữ hét lên. Tất cả mọi người đều run lên. Lâm Minh cũng không phải là ngoại lệ. Anh cao mày nhìn tới nguồn phát ra âm thanh thì nhìn thấy một nam sinh đầu chải chuốt, đeo kính, tiến lên vài bước kéo Lâm Minh lại. Phó Vũ, anh làm gì vậy chứ? Từ Sương Huyền cao mày ngay lập tức chất vấn. Không có gì cả, chỉ là có người không hiểu quy định mà thôi. Tôi đến nói cho anh ta biết mà thôi. Nam sinh tên là Phó Vũ kia trợn mắt nhìn Lâm Minh, sau đó cười với Từ Thiên. Chú Thiên à, thuộc hạ của chú nên ngồi vị trí bên cạnh, đây là ghế của chủ nhân, để anh ta ngồi đây sẽ khiến rất nhiều người không vui. Bảo anh ta tránh sang một bên đi. Ai nói với cậu, anh ta là thuộc hạ của tôi. Từ Thiên tức giận, đột nhiên đứng lên quát lớn. Người đó không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn Từ Thiên. Cậu buông tay ra cho tôi. Từ Thiên lôi cánh tay Phó Vũ ra khỏi tay Lâm Minh. Vì sự kích động của Từ Thiên, ông ta dùng lực có phần mạnh mẽ, hùng hăng lôi cánh tay Phó Vũ ra, tạo thành một vết ấn. Phó Vũ rùng mình vì đau đớn. Chú hai. Từ Sông Huyền cũng lo lắng, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Từ Thiên. Từ Thiên bây giờ mới buông tay Phó Vũ ra. Ông ta xua tay lại lùng nói, cậu nhóc tóc vàng, chú Thiên lời tôi bắn với cậu, đến đây chính là để tôi ăn ngon uống ngon, đừng tập mạch, người có tôi cậu cũng thể đập đến sau. Phó Vũ nghe thế sắc mặt vô cùng khó coi. Được rồi chú hai, Phó Vũ cũng là có lòng tốt, chú cũng biết những người ở đây đều là người có gia thế ở Giang Thành, nếu như chú sắp xếp một thuộc hạ ngồi ở đây không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của chú mà đối với mọi người cũng không được hay lắm, anh ấy cũng vì tốt cho chú. Nên anh ta không phải là thuộc hạ của chú mà là bạn của chú, người không phân biệt cao thấp sang hèn, càng huống hồ các cháu còn trẻ như vậy đã coi trọng như thế này rồi còn ra hệ thống gì chứ. Tôi Thiên tức giận nói ra, ồ được rồi đều ngồi xuống đi, đều ngồi xuống đi, vì này xưng hô như thế nào đây, bỏ đi không quan trọng, ngồi đi, xuống ăn cơm đi. Từ Sương Huyền cửa bất lực nói ra. Tôi Thiên bây giờ mất kiềm chế một chút, muốn xin lỗi Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đã phất tay, ngồi xuống đi. Được. Tôi Thiên ngồi xuống, nhưng lúc này điện thoại di động ông ta lại vang lên.
Tờ tin lấy điện thoại ra nhìn, có hơi sửng sốt. Có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi, không cần quan tâm đến tôi. Lâm Minh sau khi uống ly rượu nấc, uống đi nước trái cây thì nói ra. Thất lễ rồi, Lâm tiên sinh. Tờ tin cười xin lỗi, cầm điện thoại di động vội vàng bước ra khỏi cửa. Nhị ngốc, cậu ngồi đâu? Tờ tin cầm điện thoại thấp giọng nói. Chú Thiên, cháu đang ở cổng đại học Giang Hoa, chú nhanh tới đây đi. Cháu đã phát hiện ra một bí mật lớn liên quan đến Sương Bá, nó có thể là huyết mạch trong đường dây buôn bán của Sương Bá. Đầu dây bên kia điện thoại là Nhị Ngốc, là người ngồi nghe ngóng của Từ Thiên ở Giang Thành. Từ Thiên nghe vậy rất kích động, vội vàng thấp giọng nói, chờ tôi lập tức tới ngay. Nói xong, ông ta vội vã đi ra cổng trường. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi cổng trường, Nhị Ngốc đã không thấy bóng dáng. Từ Thiên cau mày, gọi điện thoại hỏi lại Nhị Ngốc, cậu đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy cậu? Chú Thiên, chú tới bên đường, cháu lái xe đến đón chú. Bên đường sao? Từ Thiên sững sờ một chút, những con đường xe cộ qua lại không nhiều và cổng trường thưa thớt. Đột nhiên trong lòng trào dâng lên một linh cảm không hay. Tôi đến đột ngột xoay người để quay lại cổng trường, nhưng đúng lúc này sau lưng đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác chỉnh tề, ngoài ra còn có một con dao trên thắt lưng anh ta. Chú Thiên, chú Long muốn gặp chú. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Sau khi Từ Thiên rời khỏi quán tiệc đã rất lâu không trở lại, khiến cho Lâm Minh có chút kinh ngạc. Không lẽ là có chuyện nên về trước rồi sao? Tại sao không một câu chào hỏi chứ? Lâm Minh liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu tự lo cho mình, bắt đầu ăn uống. Từ Xuân Huyền đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp của cô ấy bên này. Một cô gái có tóc ngắn có thể là nhìn thấy Lâm Minh ngồi một mình uống rượu, khỏe miệng nhếch lên đi tới. Anh trai này, anh tên gì vậy? Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười đáp lại một câu. Xem ra tuổi tác anh không lớn, vậy anh là tay sai của chú Thiên sao? Không phải, tôi là bạn của anh ấy. Anh còn trẻ như vậy đã làm bạn với chú Thiên sao? Nhà anh nhất định là rất lợi hại đúng không? Đôi mắt cô gái âm trầm phát sáng, như thể bắt được một con rùa vàng, lập tức ngồi vào bên cạnh Lâm Minh. Có thể làm bạn với Từ Thiên, có thể là một người bình thường được sao? Nhưng Lâm Minh lắc đầu, nhà của tôi không ra làm sao cả, hả? Vậy thì nhà anh làm cái gì? Cha mẹ anh làm công việc gì? Cô gái mỉm cười nói, còn cho rằng Lâm Minh đang khiêm tốn. Nhưng Lâm Minh rất thành thật nói, gia đình tôi không làm gì cả, mẹ tôi đã qua đời rồi, còn cha tôi thì không có việc làm. Vừa dứt lời, ly rượu trong tay cô gái tóc ngắn bất giác run lên, nụ cười trên khuôn mặt cô ta cũng đông cứng lại rất nhiều. Vậy thì làm sao anh quen biết được chú Thiên chứ? Cô gái tóc ngắn gượng cười hỏi lại. Lâm Minh suy nghĩ một chút, cũng không muốn để lộ ra quan hệ giữa Từ Thiên với mình, nên tùy tiện nói, tôi biết một chút y thuật đã giúp cha của Từ Thiên chữa khỏi bệnh, quen biết như vậy thôi. Ồ, anh chính là thầy thuốc chân đất đó sao? Không đợi cô gái tóc ngắn phát ra âm thanh, Từ Xuân Huyền ở bên kia đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Minh. Đoạn hội thoại giữa Lâm Minh và cô gái tóc ngắn đã bị những người này theo dõi toàn bộ. Hả? Cô biết tôi sao? Lâm Minh có chút kinh ngạc. Tôi nghe chị gái kể rằng nói có một vị thầy thuốc chân đất đã chữa khỏi bệnh cho ông thôi. Thật không ngờ lại là anh. Từ Xuân Huyền gật đầu nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, phó vụ âm cảnh phì phò lên tiếng, cho nên nói tên này chỉ là một bác sĩ may mắn không có chứng chỉ. Không, hiện tại tôi đã có chứng chỉ rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói lại. Anh là chủ tịch hiệp hội y khoa ở Giang Thành, sao có thể nói là không có chứng chỉ chứ? Nhưng giây tiếp theo, choang, tất cả ly rượu và chén bát trước mặt Lâm Minh đều bị bàn tay to lớn quét xuống đất, các loại ly sứ khác nhau cũng bị đập vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Bàn tay đã định nắm lấy ly rượu của Lâm Minh ngay lập tức cứng đờ. Những sinh viên khác trong bữa tiệc lần lượt ngừng nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía này, là nhìn thấy Phó Vũ đang nắm lấy cổ áo Lâm Minh là đúng nói. Tôi còn tưởng rằng anh là nhân vật nào, thật không ngờ anh chỉ là một tên hèn mọn. Ai cho anh dũng khí ngồi ở chỗ này? Bác sĩ từ lúc nào trở thành hèn mọn rồi thế? Lâm Minh cau mày lại đụng nói. Anh biết tại sao Phó Vũ được tức giận như vậy? Hành động ngăn cản anh ta trước đó của Từ Thiên khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Trong lòng anh ta đã kìm nén một bực tức rồi, nhưng lại không dám đối phó với Từ Thiên, càng định ra vẻ ta đây với Lâm Minh. Anh ta trước đó đuổi Lâm Minh đi là muốn thể hiện phong độ trước mặt Từ Xuân Hiền, nhưng bây giờ anh ta chỉ đơn giản là muốn lấy lại thể diện mà thôi. Thế nào? Bác sĩ còn không phải là hèn mọn sao? Xung quanh cái bàn này, trừ anh ra có nhà nào còn có mấy chục triệu đâu. Anh làm bác sĩ bao nhiêu năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Ở trước mặt chúng tôi, anh nói anh không phải hèn mọn sao? Một nam sinh thể trạng hơi mõm mĩm cười nhẹ nói. Được rồi, các anh sao có thể nói Lâm Minh như vậy chứ? Ai ấy tốt xấu gì cũng là cứu được ông nội của tôi. Mọi người cũng nể mặt nhau một chút là được rồi. Từ Sơn Huyền có chút không vui. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Sơn Huyền, cô ấy là lớn nhất. Mọi người đừng làm loạn nữa, cô ấy nói thế nào thì như thế đó đi. Nào, mọi người uống rượu đi. Các học sinh lần lượt hét lên. Phó Vũ nghe vậy mới nhân nhượng cho khỏi phiền, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dữ dội.
Trước đó Từ Thiên ở đây, anh ta vẫn còn kiêng nể. Bây giờ Từ Thiên không còn ở đây nữa, người này xuất thân bình thường, vậy thì anh ta không phải muốn làm gì thì làm sao? Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cái gì vậy chứ? Mất cả nước này hóa ra chỉ là một bác sĩ nghèo, tôi thực sự bị mù rồi." Nói xong, tức giận bỏ đi. Lâm Minh lắc đầu, cảm thấy không hiểu ra làm sao cả. Qua ba vòng rượu, năm món ăn cũng đã được đưa lên. Một số sinh viên đã uống nhiều rồi. Nào, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật ngôi sao. Lúc này Phó Vũ đang trao đổi ánh mắt với một số chàng trai xung quanh, sau đó tất cả đều đứng dậy nâng ly chúc mừng sinh nhật Xuân Huyền. Các sinh viên đồng loạt đứng lên hò hét, sau đó rất nhiều người uống cạn một hơi. Nhưng từ Xuân Huyền đang cầm ly rượu, sắc mặt có chút bất tự nhiên. Hai má cô rất đỏ, nhưng môi lại có chút tái nhợt, trên trán còn đổ ra rất nhiều mồ hôi. Lâm Minh liếc nhìn cô ấy một cái rồi cau mày: "Xuân Huyền, cô uống đi." Phó Vũ vàng thuyết phục nói: Tôi hình như không thể uống tiếp được nữa." Từ Xuân Huyền với mặt tràn đầy xin lỗi nói ra: "Hả? Xuân Huyền, như vậy làm sao được chứ? Rượu khác cô không uống cũng không sao, nhưng ly này cô bắt buộc phải uống. Cái này bao hàm lời chúc phúc của mọi người đó, không lẽ cô muốn đánh vào mặt mọi người ở nơi công cộng sao?" Tên mập ở bên cạnh vội vàng đứng dậy nói: "Đúng vậy, Xuân Huyền, mọi người khó có được dịp vui vẻ như vậy. Hôm nay là sinh nhật của cô không thể để mọi người mất vui được." Một cô gái dáng vẻ hơi gầy mỉm cười nói: "Mọi người đều uống nhưng cô không uống, không thể làm đặc biệt được sao?" "Đúng đúng đúng, Xuân Huyền, uống đi, uống một ngụm đi Xuân Huyền." Các học sinh lần lượt la ó. Từ Xuân Huyền có chút xấu hổ: "Xuân Huyền, uống đi, nếu như cô thật sự say cũng không sao, dù sao đây cũng là ở trường học, bạn cùng phòng của cô đều ở đây, tới lúc đó bọn họ sẽ dìu cô về cô ký túc xá, không sao đâu." Phó Vũ bước tới trước đưa cho Từ Xuân Huyền một ly rượu, mỉm cười nói: "Uống đi, uống đi chị Huyền ơi, đội cứu hộ 501 của ký túc xá đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." "Sẽ không chuyện gì đâu, uống đi." Mọi người cùng nhau hò hét và không ngừng thuyết phục. Từ Xuân Huyền vốn là có chút lắc lư rồi, khi nhìn thấy chất lỏng trong ly liền giơ tay lên. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên: "Cô ấy không thể uống." Âm thanh này hiển nhiên vô cùng đột ngột, và lúc này mọi người đều nhìn vào nguồn âm thanh này mới phát hiện ra người vừa nói chính là Lâm Minh. "Ở đây có chỗ cho anh, nói sao? Nếu không phải có chú Từ Thiên đưa anh đến, anh cho rằng anh có tư cách đứng ở đây sao? Câm miệng, cút sang một bên cho tôi." Phó Vũ tức giận hét lên. Anh ta đã uống một chút rượu và tính khí cáu kỉnh cũng nổi lên. Lâm Minh lắc đầu, anh không muốn quan tâm đến những sinh viên đại học trẻ tuổi và năng động này. Vì vậy anh mặc kệ Phó Vũ, nói với Từ Xuân Huyền: "Cô ấy không uống được rượu không phải vì tử lực kém, mà là vì cô ấy không khỏe, đánh rắm." Một cô gái bên cạnh trực tiếp hét lên: "Thân thể Xuân Huyền rất tốt." "Đúng vậy, Xuân Huyền người ta còn trong đội cầu lông của trường, có sức khỏe rất tốt. Anh bớt nói nhảm ở đây đi." Các sinh viên khác cũng lên tiếng: "Tôi nói sức khỏe cô ấy không tốt thì chính là không tốt, dù sao tôi cũng là bác sĩ." Lâm Minh mình tự nói. Xung quanh đột nhiên rộn ràng tiếng cười. "Bác sĩ sao? Anh sao? Chứng chỉ không không khó, anh ở đây tỏ vẻ cái gì với tôi chứ? Cút đi." Nam sinh tính tình nóng nảy trực tiếp hét lên. Khoảng thời gian trước đó khi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi có thể nhìn thấy bản kiểm tra sức khỏe của Thần Xuân Huyền. Cơ thể cô ấy không có chút gì là bệnh tật. Một tên thầy thuốc trên đất như anh muốn tìm cảm giác tồn tại mà nói bậy bạ ở đây sao? Anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Bây giờ anh lập tức cút khỏi đây cho tôi. Phó Vũ bước tới trước hét lên với Lâm Minh và chỉ tay về phía cửa. Tôi không nói bậy bạ. Trên cơ thể cô ấy thực ra cũng không phải là bệnh, chỉ tương tự như dị ứng rượu, nhưng lại không hoàn toàn là dị ứng. Một khi dùng quá liều thì sẽ xuất hiện bài xích, kiểm tra sức khỏe không tìm ra được. Nếu các anh không tin, có thể hỏi thử Từ Xuân Huyền xem sao. Lâm Minh nói ra. Câu này vừa ra xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Xuân Huyền. Phó Vũ cũng đưa mắt nhìn tới. Lời của Lâm Minh vẫn rõ ràng đâu ra đó, mặc dù nghe có rất kỳ lạ, nhưng anh đã hướng nòng súng về phía Từ Xuân Huyền, vậy thì hỏi Từ Xuân Huyền là đơn giản nhất rồi. Lúc này chỉ có Từ Xuân Huyền mới thể cho kết quả. Thế nhưng Từ Xuân Huyền lại không trả lời ngay. Cô cau mày liễu nhìn Lâm Minh, lại nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của các bạn, do dự một lúc, sau đó đột nhiên thấp giọng nói: "Tôi không có bệnh, cũng không che giấu bệnh, cơ thể tôi rất khỏe. Vì bác sĩ Lâm này nói sai rồi." Câu này vừa rơi xuống, toàn bộ sảnh tiệc ngay lập tức nổi lửa. Lâm Minh cũng sững sờ, không thể tin được nhìn Từ Xuân Huyền.